Em xin chào cả nhà nhé. Hôm nay lại một ngày mới, một cái buổi sáng thì em cũng chúc cả nhà buổi sáng sức khỏe, và thấy được nhiều thành công trong mọi cái các cái lĩnh vực trong cuộc sống. Nên là mình đi làm thì sẽ thành công trong mọi cái công việc. Hôm nay em quay cho cả nhà cái giò mang cánh trắng này. Em đang ở tại vườn, nhìn khá là đẹp. Hôm nay người là ngày tính ra là ngày đầu tiên cả nhà. Cái khuôn hoa khá là gọn, rất là đẹp. Mũi thì cựa thì màu trắng, mũi thì cũng phớt trắng cả nhà. Hai đôi mắt khá là gọn. Khá là đẹp. Đấy thì hôm qua hôm kia thì mình cũng có quay cho cả nhà xem, nhưng mà nó chưa nở hẳn này kia thì gọi là quay sơ sơ cho cả nhà thôi. Hôm nay mình quay cho cả nhà xem. Bây giờ cũng 8:30 9 giờ. Đang bung khá là đẹp. Cái này là chuẩn mặt hoa. Cả nhà nhé. Cả xem này. Cho mình xin nút like, nút đăng ký, chia sẻ kênh để xem những cái video mới nhất của mình nhé. Đây nó ra, hôm nay nó nở ngày thứ hai rồi. Mặt bông thì khá là đẹp. Mặt trắng, năm cánh trắng cả nhà ấy. Mà lại em chỉ quay sơ sơ cho cả nhà xem một tí thôi. Nói chung cái này nó cũng chưa nở hết cả nhà. Đây là thì nó có hai cái mầm gốc cả nhà, đây là hai cái mầm gốc. Mình thì có khá nhiều phú thọ lấy về khá là nhiều cả nhà, nên là năm nay thì mới được ngắm cái bông hoa phú thọ nở tại vườn. Nói chung là ngóng thì cũng khá là lâu, bây giờ nó mới nở. Rất là lâu rồi mình mới được ngắm ở các cái nhà vườn khác, đi chơi này kia, tham quan học hỏi anh em này kia thì cũng được ngắm nhiều rồi, nhưng mà để mà nở vườn mình ấy thì chưa có cả nhà nhé. Đấy, em xin chào cả nhà nhé. Gọi là em cũng quay một tí, gọi là cũng gọi là có năm cánh trắng nở vườn. HO cũng có nhưng mà cũng đang ra nụ rồi cả nhà. Hồng Yên Thủy với nói chung là ở vườn mình thì cánh trắng cũng khá là nhiều, nhưng mà được cái nó chưa nở thôi. Em xin chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà trong những video.
video lần sau nhé. Tại vì là mình cũng phải đi làm nữa, cũng không phải là ở nhà đâu. Xin chào cả nhà.